Em chào các bác ạ. Thời tiết đã chuyển sang mát mẻ, rất thích hợp cho việc trồng cây. Và với những bác nào đam mê cái dòng bonsai mini thì các bác không thể bỏ qua cái dòng phôi xanh Nam Điền luôn lực bên em. Khi các bác mua hàng của bên em là các bác sẽ được mua cây tận gốc, giá nhà vườn, không phải qua bên trung gian. Bác sẽ được mua cây chuẩn giống xanh Nam Điền, xịn, dòng lá nhỏ, da vàng đồng. Bác sẽ được mua những cây trồng cốt chậu, có bầu đất rất là đẹp, về mình nuôi trồng lên tốt và không bị suy cây so với những cái loại cây mà đánh đất thông thường. Mua cây bên em là các bác sẽ được mua cây làm theo dáng thế cổ và cắt sửa theo lối mới, làm lối cây lùn lực. Mỗi cây chỉ cao khoảng 20cm thôi. Mua cây bên em, nói là cây phôi nhưng các bác đã được mua những cái cây mà đã được làm dáng thế, làm chân bệ sẵn, làm tay cút sẵn. Tiết kiệm rất nhiều so với việc mình mua một cây hoàn thiện mà vẫn có thể cắt sửa theo ý của mình. Cây lâu nhất thì nhà vườn đã làm rồi. Và những cái cây này các bác mua về, các bác càng để thì nó sẽ càng đẹp và nó sẽ càng đột phá. Thế thì cái cách mua hàng của bên em rất là dễ dàng. Mỗi cây bên em đều ghi mã số và giá cả công khai, rõ ràng là giá em bán và không bao giờ là nói thách cả. Các bác mua nhiều thì sẽ được bớt nhiều. Và mình chỉ việc ghi lại cái mã số đấy và liên hệ với em qua số Zalo hoặc là số điện thoại mà em ghi ở trên góc màn hình. Mình chốt cây theo cái mã số đấy với em là em sẽ gửi cây cho mọi người. Mỗi cây này thì sẽ chỉ được gửi nguyên bầu cho những mọi người nhé, không có chậu. Và em sẽ đóng vào những cái thùng này, gửi cho mọi người qua dịch vụ của bên Viettel. Miền Bắc thì chỉ trong vòng 2-3 ngày, miền Nam là 4-5 ngày, mọi người sẽ được nhận tận tay, kiểm tra đúng cây, đúng mã số thì mọi người mới phải thanh toán tiền cho em. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng cây cho mọi người xem nhé. Cái mã đầu tiên em muốn giao lưu mọi người là mã H25. Em bán là 690.000, em bao luôn phí ship cho cái mã này. Cái mã này nó có chiều cao 20cm, độ to nhỏ mọi người hãy so sánh với cái lon bia này nhé. Cây này thì độ hoàn thiện nó cũng khá là cao rồi. Mọi người có thể thấy là cây làm theo cái lối này thì nó rất là dễ dàng đấy. Mỗi cái đầu tay cút này, như các cây xa xa kia đấy, em để này, mọi người để cho em một bông như thế này này đấy. Mình làm đơn giản này thôi. Đấy, mọi người nhìn thế này là mọi người đã thấy là hình bóng một cái cây đẹp rồi. Mình cắt, mình nuôi những cái này cho nó dày dặn thêm, mình nuôi chi răm nữa thôi là xong rồi đấy. Đây nhá, cây đấy. Cây này mọi người xem dáng dấp nhé, rất là rụt rịt này, có một vết thẹo ở đỉnh này này, nó kéo gần hết này, cái này nó kéo gần hết rồi, rất là đẹp này, cây không có lỗi lầm gì cả. Tự góc này này, những cái cây này rất là hay nhé. Nếu mà mọi người nuôi cái này cao to lên thì nó sẽ thành một cây dáng làng được đấy. Còn chơi dáng thế cổ thì mọi người để như thế này. Đấy, bông này bông đệm mặt này. Đấy, dáng dấp rồi. Đấy, phần chân bệ mọi người nhìn, nuôi chân bệ nó bò khắp mặt chậu, nó lên những cái rêu này rất là đẹp. Mã H25 690.000 thôi. Em bao phí ship cho mọi người một cây dáng thế đẹp. Chân bệ nằm quằn quại trên mặt chậu. Đầy đủ bông tàn, không có lỗi lầm gì cả. Về mình nuôi càng thả càng đẹp. Đây là mã H26, mã này em giao lưu với giá là 790.000, em bao phí ship cho mọi người. Mã này thì nó cũng rất là lùn, mã này nó chỉ cao khoảng 17cm thôi. Độ to nhỏ mọi người hãy so sánh với lon bia nhé. Ba đầu liền lạc một cốt, nằm bò trên mặt chậu. Đấy, củ bò trên mặt chậu, nó là liền lạc một cốt đấy mọi người nhé. Đây là cái phần này này, đường chạy của nó ngóc lên cái đầu này này. Đấy, chứ không phải là ghép cái này vào nhé mọi người nhé. Mọi người lưu ý nhé, hàng liền lạc đấy. Đây còn phần chân của nó đây mọi người này, phần chân phần củ đây này. Thì mọi người, cây này mọi người làm cây dáng làng kiểu lùn lực nhiều đầu cũng là được luôn, cũng chuẩn bài luôn, rất nhiều cút để cho mọi người để ra mầm rất là đúng điểm. Mã H26 em bán 790.000 cái mã này. Mọi người có thể thấy là nó chạy hết trên mặt chậu luôn. Cái này mọi người thay ra một cái chậu nó cạn cạn thôi thì nó đẹp lắm.
theo muốn giao lưu mọi người là mã H27. Mã này em bán là 690.000 em bao phí ship. Đây cũng là một cây một cốt rất là quằn quại này. Nghênh phong chiếu thủy mọi người nhé. Bác nào mà thích dáng thế cổ, dáng nó khác khác đi, cây quằn quại tí thì mọi người lấy cây này. Cây này chỉ có một còn lại một vết thẹo to này, gọi là to này, ở đỉnh chốt hẹ để lấy đỉnh ngọn thôi. Còn lại này, này chân bệ này, bò trên chậu này, rất là quằn quại, rất nhiều cút cho mọi người. Thì đặc điểm của cái dòng này là mọi người thích chơi dáng thế cổ cũng được, mà mọi người thích nuôi thì những cái cây nó nhiều đầu nhiều cút để mọi người làm những cây dáng làng cũng đều được cả, kiểu gì nó cũng ra. Khi mà mình có một cái cốt đẹp, cốt lùn sẵn, chân bệ chạy như này thì mình làm kiểu gì nó cũng đẹp thôi. Mã H27 mọi người nhé, không có lỗi lầm gì cả. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người là mã H28. Mã này em bán là 750.000, em bao phí ship cho mọi người. Đây là một cây kiểu ba đầu đi, một cốt rất quằn quại, dáng dấp này rất là uyển chuyển, đầy đủ tay cút và không có lỗi gì cả. Đây đường chạy cây đây nhá, đấy chân bệ đấy, đây là phần chân bệ của cây này. Cây nó rất là bệt, và cây này mọi người cũng làm dáng làng cũng rất là chuẩn bài được. Bình thường thì mình chơi nó là phương lão mai, dáng cổ phương lão mai, còn nuôi nhiều đầu nhiều tay cút thì nó là cây dáng làng, gọi chung là dáng làng đấy. Xuất hiện trước màn hình rất là nhiều đây, mã H29 này, mã này em bán là 890 mọi người nhé. Cái mã này làm dáng làng thì cũng đúng là chuẩn bài, cây được cả hai mặt. Đấy, mọi người xem, rất nhiều tay cút, hàng u cục, tay cút nhiều. Đấy, có những sẹo này rất là đẹp thôi, nó bo rồi. Cây có như nào thì em nói như vậy, bác nào chấp nhận được thì mình mua. Còn theo quan điểm của em thì những cái thẹo như này nào các bác còn cần phải vẽ thêm cho nó ấy, thì nó mới xù xì, nó mới đẹp được. Những cái thẹo như này không thành vấn đề mọi người nhé, thẹo cắt truyền như này không thành vấn đề, quan trọng cái dáng dấp này, chân bệ tay cút không bị đơ này, hàng một cục đấy, chân rất là đẹp, hàng cục càng thả càng đẹp nhé mọi người nhé. Một cái cốt rất là nạc đấy, rất nhiều đầu, rất nhiều cút, không lỗi lầm. H29 theo cũng không thua kém mã H30. Mã này em bán cũng là 890.000, cây cũng hai thân một cốt, hàng u cục đấy, dáng dấp rất là nhiều đầu, rất nhiều tay cút. Đây một con tử rất là duyên dáng này, phần chân bệ củ bệ này đây. Phần, cái phần chân này thì em làm sau, mấy nữa mọi người mua về sẽ được thấy. Về mùa này nó có những cái rễ li ti nó như ở đầu này, rất là đẹp. Về cơ bản chân củ cây này đã rất là đẹp rồi. Đây là mặt sau, hàng một cốt nguyên bản, đầy đủ tay cút không lỗi lầm, còn vết thẹo do cắt truyền này thôi ở đỉnh này. Mã H29 mọi người nhé, một cốt nắn sửa từ nhỏ, làm dáng làng chuẩn bài luôn. Cái mã tiếp theo em muốn giới thiệu mọi người đấy là mã H31. Mã này em bán là 690.000. Mã này thì có nó chỉ nhỏ hơn cái mã kia một chút thôi, nhưng mà giá lại mềm hơn rất là nhiều, 690.000. Nó cũng là một cây rất quằn quại, đầy đủ tay cút này, chân bệ thì bệt, chân rất đẹp, còn vết thẹo này do cắt truyền thôi, làm cây dáng làng cũng đẹp. Cái này thì nó chỉ cao khoảng 17cm thôi, cây rất là dẻo, rất là duyên dáng. Thì to có cái đẹp của to, còn nhỏ có cái đẹp của nhỏ.
Cái này đúng hàng mini nhé mọi người, 690 ngàn. Bao phí ship. Tiếp theo là mã H32. Mã này em bán cũng là 790 ngàn đấy. Một cây ba đầu đấy, răng tê cổ cũng là kiểu phương lão mai đấy. Còn cây này làm dáng làng thì cũng chuẩn bài luôn. Hàng nguyên bản, một cục cốt chân bệ đấy. Đây, nhìn chân trải đều. Mặt đây là mặt sau. Hàng một cốt liên lạc mọi người nhé. Tay cút cũng đầy đủ. Phân chia bố cục cho mọi người hết rồi. Những cây này thì bán rất là nhiều rồi. Hôm nay cũng có mấy cây liền kiểu dáng này. Mắc nào chưa có thì mình có thể sưu tầm nhé. H32. Đây là mã cuối cùng, mã H34. Mã này em giao lưu là 890 nghìn mọi người nhé. Cái mã này em rất là ưng ý này mọi người này. Đây một cây lão này. Một cây lão chuẩn chỉ luôn đấy. Không lỗi lầm này, chiều cao này rất là vừa vặn luôn. Tay cút hoàn thiện. Và cái kết cây này đặc điểm là chân bệ của nó rất là đẹp mọi người nhé. Làm chân xếp rất là nghệ thuật, rất là gọn gàng. Và hơn nữa là cây nó rụt rịt mọi người nhìn, nhìn nhé. Cái tay này này, đóng vào này, đóng đây nhé. Đóng đây. Lấy bụng này một bông nhỏ này. Nó đã lâu quá rồi, nó liền chặt với nhau này. Cái phần này nó cũng líp vào với nhau này. Cây này nó líp, nó hóa hết này. Mọi người nhìn dáng lão này, chuẩn chỉ luôn đấy. Không có nhiều cây dáng lão đẹp như này đâu. Nên là mình có thể thích nhiều cây ba đầu, nhiều cây dáng làng, nhưng mà mình nên có một cây trực của một cây dáng lão đẹp mọi người nhé. Đấy, bác nào nhanh tay thì lấy cái cây này. Làm được những cái cút này, cắt đầy phát này, cắt đầy phát lấy bông này. Đấy, đầy mặt này. Một cây thuần dáng lão, chuẩn chỉ. Chân bệ đẹp, dáng đẹp. Rất xứng đáng để sưu tầm mọi người nhé. Mã cuối cùng. H34.